Hello, xin chào tất cả mọi người đã trở lại với channel của mình. Sau 2 tuần vắng bóng thì mình trở lại với một video nói về những thói quen mà mình muốn đạt được trong mùa hè lần này. Trong video lần này sẽ có những hoạt động rất là thú vị, cho nên là mọi người hãy cùng đón xem nha. Mùa hè là một khoảng thời gian mà mình nghĩ học sinh nào cũng mong muốn nó tới cả. Mình cũng vậy, mình là học sinh cho nên là mình rất là vui khi năm học của mình vừa kết thúc và bây giờ mình chỉ tận hưởng mùa hè thôi. Chỉ riêng đối với mùa hè này thì mình không đặt ra quá nhiều những cái mục tiêu cho bản thân, nhưng mà một trong số đó chính là đọc sách thật là nhiều. Xin giới thiệu với mọi người một số quyển sách mà hiện tại mình đang đọc. Dạo gần đây mình hơi bị mất cân bằng trong cuộc sống bởi vì mình lo lắng và suy nghĩ quá nhiều. Thành ra mình chọn cuốn sách Quẩn gánh lo đi và vui sống, còn trong tựa đề tiếng Anh nó tên là How to Stop Worrying and Start Living. Tác giả của cuốn sách này cũng là tác giả của cuốn sách Đắc Nhân Tâm rất là nổi tiếng và mình nói thật là cả hai cuốn đều rất là hay. Khi đọc sách thì mình hay thường highlight và ghi chú lại những câu nói hay để sau này tìm lại dễ hơn. Còn nếu mà bạn có nhiều thời gian giống như mình thì hãy làm một cái reading log để ghi lại những cái trang và những nội dung mà mình đã từng đọc qua. Mình biết được cách này bởi vì cô giáo trên trường có bắt bọn mình làm cái reading log để cô có thể tiện theo dõi là bọn mình đã đọc đúng tiến độ hay chưa. Mình sử dụng con dấu gỗ bằng chữ cái này để viết tiêu đề cho nó đẹp. Ngoài ra cũng khoe với mọi người luôn một cái hộp sticker 100 tấm mà mình mới mua cực kỳ cute luôn. Những con gấu trong đây có rất nhiều màu sắc khác nhau và những tấm như thế này thường là đã được cắt hết trơn rồi cho nên mọi người không cần lo nha. Làm reading log thì không cần phải cầu kỳ đâu mọi người, chỉ cần làm sao cho nó dễ nhìn là được. Mình sử dụng bút Crayola Super Tips để tô màu những cái khung. Bởi vì bị cấn máy điện thoại lúc quay á, cho nên là mình tô rất là lam nham, mong mọi người bỏ qua cho mình nha. Trong reading log thì mình có ghi lại cái phần trang để mình ghi lại là mình đọc từ trang mấy đến trang mấy. Tiếp đến là những câu trích dẫn hay và cảm nhận của bạn. Có hộp sticker mới rất là đáng yêu cho nên là mình cứ đem ra và sử dụng thôi. À mà chúng ta trở lại với việc đọc sách nha. Chuyện là sắp tới thì mình sẽ là sinh viên đại học năm nhất cho nên là mình cũng có đặt mua thêm những cái quyển sách về chuyên ngành mà mình đang hứng thú. Mình nghĩ đây là một cái cách tiếp cận rất là hay đối với cái ngành học đó. Mình nghĩ khi mà mình đọc sách thì mình sẽ có được những bài học hay từ những anh chị đi trước và những cái kinh nghiệm quý báu nữa. Nói tóm gọn lại là việc đọc sách nó rất là tốt cho bạn và cảm nghĩ của mình sau khi đọc một cuốn sách là mình học được biết bao nhiêu là điều luôn á. Lúc mà mình mới qua Mỹ thì mình bị cuốn vào cái cuồng quay của cuộc sống mới cho nên là mình không có đọc sách nhiều lắm. Nhưng may thay là những cái lớp tiếng Anh ở trên trường của mình thì lớp nào cũng bắt mình phải đọc sách hết. Cho nên là mặc dù rất là lười nhưng mà mình vẫn đọc được tầm 3-4 cuốn gì đấy trong vòng 1 năm rưỡi qua. Hiện tại sau khi đọc sách xong thì mình sẽ viết vào đây những cái lời trích rất là tâm đắc cùng với những cái cảm nhận riêng của mình nữa. Mình thấy cách làm này nó rất là hay và thú vị vì nó có thể kiểu như là kiểm tra được cái quá trình mà bạn đọc sách á. Cho nên nếu mà bạn có thời gian thì hãy thử xem sao nha. Bởi vì mình có rất là nhiều thời gian ở trong hè cho nên là mình nghĩ đây là một khoảng thời gian rất là thích hợp để mình có thể thử những cái mới. Tuần vừa rồi mình có đặt cái e-book này rất là nổi tiếng tên là Uniposca, mình cũng không biết mình đọc đúng hay sai nữa, nhưng mà book này đây mọi người. Book này nó có một cái điều rất là đặc biệt là nó có thể vẽ ở trên rất nhiều chất liệu khác nhau. Bộ mình mua thì sẽ có 8 màu cơ bản như thế này, nhưng mà đối với mình 8 màu cũng là nhiều rồi đó. Trước khi sử dụng mọi người lưu ý là phải lắc lắc như thế này để cho mực nó đi xuống dần dần nha. Mực của bút này nó rất là nhiều và cũng rất là đậm nữa cho nên lúc mà mình thử mình thấy đã con mắt ghê luôn á. Mình thấy rất là nhiều người mua bút này để về doodle lên mấy cái đồ vật linh tinh nhìn rất là dễ thương. Mặc dù là vẽ rất là xấu nhưng mà điều đó nó không ngăn cản mình đến với việc mua cái bút này. Có thể trong tương lai gần mình sẽ học vẽ doodle những cái hình đơn giản thôi để mình có thể sử dụng cái bút này để vẽ. Nếu bạn có hứng thú về bảng màu thì mình sẽ swatch ra 8 màu cơ bản mà mình có ở đây để cho mọi người có thể xem và tham khảo nha. Nhìn chung thì mình thấy cái bút này nó hơi bị đỉnh luôn á nha, ngòi của nó không dễ bị hư đâu. Chưa kể là màu rất là tươi sáng, rực rỡ và lên rất là đẹp luôn. Cái bút màu trắng này thì phải gọi là đỉnh của chóp luôn rồi. Ok, bây giờ mình sẽ thử vẽ doodle cho mọi người luôn nè. Cái hộp này thì mình đựng những cái đồ vật dụng cho cái mic thu âm của mình đó mọi người. Mình nhìn thấy nó cũng trống trống cho nên là mình quyết định sáng tạo thử coi nó có ra cơm cháo gì không. Vì là tài năng vẽ có hạn cho nên là mình chỉ chọn những cái hình thật là đơn giản như thế này để vẽ thôi. Thank you.
Không biết có ai như mình không, nhưng mà mình nói thật là cũng lâu lắm rồi mình mới mua lại một cây bút máy luôn á. Bút máy lần này mình mua là của hãng Pilot, tên là Pilot Kakuno. Mình mua em này là bởi vì mình thấy ngoại hình của em nó rất là đáng yêu và giá tiền cũng rất là hợp lý nữa. Trong đây thì chúng ta có cái vỏ bút nè, bút và một cái cây lõi mực. Vỏ bút của em này được làm bằng nhựa và mình nghĩ nếu mà ai yêu thích sự sang trọng thì có thể là không thích cái bút này đâu. Lúc trước thì mình rất là mong muốn có một cái bút máy nhưng mà mình thấy nó cũng hơi mắc tiền á, cho nên mình cứ chần chờ hoài luôn. Mượn cớ để quay video này, thế là mình tự thưởng cho bản thân mình một cây luôn. Cách thay đổi lõi mực thì cũng rất là đơn giản thôi, mọi người chỉ cần mở cái thân này ra, sau đó bỏ cái lõi mực vào, thế là xong rồi đó. Ngoài ra mình còn mua thêm một cái hộp lõi mực như thế này, trong đây thì có rất là nhiều cái lõi mực để mình có thể thay trong những lần sắp tới. Cảm nhận lần đầu tiên của mình khi cầm bút đó chính là cũng khá là thoải mái thôi, không bị đau tay hay là bị cấn tay gì hết. Trước khi sở hữu em này trong tay thì mình thấy là mình rất là mong chờ luôn. Anh chị xung quanh mình đa số ai cũng sử dụng bút này hết, cho nên là mình cũng kiểu nghĩ nó rất là tốt. Khi mình viết thử trên tay thì mình thấy là không đến nỗi quá xuất sắc nhưng mà cũng không đến nỗi quá tệ. Mình cũng chỉ mới mua em này thôi và cũng chỉ sử dụng được vài lần, cho nên là vẫn chưa đánh giá 100% toàn diện cho mọi người được. Để thời gian sắp tới mình luyện chữ với em bút này nhiều hơn, sau đó là review cho mọi người kỹ hơn nha. Hai năm vừa qua có thể nói là mình cũng chưa kết bạn được với ai nhiều lắm. Nói thật với mọi người là ở Việt Nam mình là một người cực kỳ hướng ngoại, nhưng mà không hiểu tại sao khi qua Mỹ thì mình trở nên rất là hướng nội. Phải nói là mình đã rất là nhút nhát, sợ sệt trước những cái mới ở trong một cái đất nước mới như thế này. Qua đây mình rất là ngại giao tiếp mặc dù Việt Nam mình nói rất là nhiều. Rào cản lớn nhất mà mình nghĩ đó chính là ngôn ngữ và văn hóa. Đôi lúc mình cũng rất là ngại nói chuyện tại vì mình sợ là người ta không hiểu mình rồi mình cũng không hiểu người ta nữa. Khoảng thời gian đầu thì mình rất là buồn nhưng mà dần dần thì mình cũng phải quen với điều đó. Không biết có ai giống như mình không nhưng mà sau một khoảng thời gian mình ở nhà rồi thì mình cảm thấy ở nhà rất là thoải mái. Mình có cảm giác là mình bị lười ra ngoài và mình cũng lười xã giao với mọi người xung quanh nữa. Nhưng mà hè này mình quyết định là mình sẽ thay đổi điều đó dần dần. Mình muốn đi ra ngoài nhiều hơn để mình có thể tiếp xúc với nhiều người và tạo dựng ra được những cái mối quan hệ mới. Dạo gần đây mình cũng đã bắt đầu đi ra ngoài nhiều hơn và kết bạn được với nhiều bạn mới hơn. Hiện tại thì mình đang ngồi gói quà cho một người bạn của mình, thì sắp tới bạn có một cái buổi lễ ra trường cho nên là mình cũng phải mua một tí quà để gửi cho bạn ấy. Cái buổi lễ ra trường là một cái buổi lễ rất là đặc biệt đối với những bạn ở bên Mỹ. Mình thấy ở Việt Nam thì không làm cái tiệc này mà chỉ làm cái tiệc nếu mà ai đậu đại học á, thì sẽ làm. Nhưng mà ở bên đây á, tốt nghiệp cấp 3 thì người ta sẽ làm buổi lễ khá là lớn cho con của họ. Nói chung trong hè này thì mình mong mình sẽ cởi mở hơn và tìm được nhiều bạn hơn. Mặc dù trong khoảng 2 năm vừa qua thì mình cũng đã dành rất là nhiều thời gian cho gia đình rồi, nhưng mà mình luôn muốn là dành nhiều hơn nữa. Tiền thể quay cho mọi người thấy rau ba mẹ mình trồng để ăn nè. Nói thẳng ra thì mình không có bạn bè bên cạnh, nhưng mà mình có gia đình bên cạnh. Phải nói thật là mình rất rất là may mắn khi mình được làm con của ba mẹ mình. Lúc mà mình còn ở Việt Nam á, đa số là mình chỉ đi chơi với bạn bè mình thôi, mọi người giống như là không có ngày nào mình ở nhà hết. Nhưng mà càng lớn thì mình lại muốn quay về những cái giá trị bên trong hơn. Mặc dù ba mẹ mình làm việc rất là bận nhưng mà vẫn cố gắng sắp xếp thời gian cho mình và em trai mình. Dạo gần đây gia đình mình hay chơi thể thao với nhau, rất là vui luôn. Cả gia đình mình ai cũng thích chơi thể thao và ai cũng chơi thể thao ổn hết, cho nên là cứ chiều chiều là dắt nhau ra chơi. Chơi như thế này vừa vui vừa thoải mái, vừa giảm stress và còn nâng cao sức khỏe nữa, cho nên là mình rất là thích. Hè này mọi người hãy cùng gia đình làm thật nhiều những cái hoạt động vui cùng nhau nha. Cũng một khoảng thời gian rất là lâu rồi mình cũng không có chơi game nào hết. Vì mình cũng có khá khá thời gian rảnh cho nên có một người bạn để giới thiệu game này cho mình.
Mình chơi thấy cũng vui cho nên là mình cũng muốn giới thiệu lại cho mọi người. Game này là về kiểu nhà hàng, mọi người sẽ bán đồ, sẽ build những cái đồ ở trong nhà hàng nè. Đồ họa của game rất là dễ thương, ví dụ như chúng ta có những chú mèo là những người phục vụ và có những cái loài động vật khác là những khách hàng. Game này chơi rất là đơn giản, mình nói thật với mọi người là cái game mà đơn giản nhất mà mình từng chơi. Mọi người chỉ cần nhấn cái nút đó để mọi người có thể chào khách vào, sau đó là mọi người sẽ phục vụ khách thôi. Cái game này thì nó nấu tự động cho nên là mọi người chỉ cần kiếm thật là nhiều tiền để có thể mua nhiều đồ là được. À mà mình chỉ muốn nói với mọi người là mình không nhận quảng cáo cho game này nha. Mình chỉ thấy chơi hay cho nên là mình muốn giới thiệu với mọi người thôi. Có gì mọi người chơi thử rồi cho mình biết là mọi người có thích hay không nha. Ngoài chơi game ra, thú vui của mình là đồ văn phòng phẩm. Mình làm việc chăm chỉ thì lâu lâu mình cũng phải tự thưởng cho bản thân mình để lấy động lực chứ đúng không mọi người. Lần này thì mình có đặt mua mấy em kẹp giấy cực kỳ đáng yêu này. Lúc đầu thì mình chỉ muốn mua một cái thôi nhưng mà không hiểu sao nó khó chọn hóa cho nên là mình mua luôn cả 6 cái. Bởi vì ship hàng khá là xa cho nên là nó về không còn được nguyên vẹn lắm, nhưng mà không có sao đâu mọi người, sửa lại rất là đơn giản thôi. Đối với mình thì mình chỉ cần những cái món đồ nhỏ nhỏ như thế này thôi thì cũng đã làm cho mình rất là vui rồi. Mình nghĩ đa số các bạn coi video của mình cũng có sở thích giống như mình và cũng sẽ cảm thấy rất là vui vì những cái điều nhỏ nhặt như thế này thôi. Cho mình tâm sự với mọi người một tí xíu là tầm một tháng đổ lại đây thì tâm trạng của mình lên xuống rất là thất thường và cảm giác giống như mình bị mất cân bằng vậy đó. Trong khoảng thời gian đó mình cảm giác giống như là ai cũng không thể làm cho mình vui được vậy đó. Đó cũng là lý do mà mình đã dừng YouTube trong vòng 2 tuần để mình có thể bình tĩnh trở lại. Hiện tại thì mọi thứ cũng đã tốt hơn và tâm trạng của mình cũng đã ổn định hơn. Mình nghĩ ai trong cuộc sống này lâu lâu cũng phải có một cái khoảng thời gian mà mình cảm giác rất là tăm tối. Mình là một người bình thường thì rất là vui vẻ nhưng mà lâu lâu thì sẽ bị cái bệnh gọi là bệnh suy nghĩ quá nhiều. Không quan trọng là chuyện gì nó xảy ra với bạn, mà điều quan trọng ở đây là cách bạn nhìn nhận vào vấn đề đó như thế nào. Nếu bạn đang xem video này và cũng bị stress giống như mình lúc trước thì mình chỉ muốn nói với bạn rằng là việc gì nó xảy ra cũng có ý nghĩa của nó hết. Và việc lo lắng nó chỉ làm cho mọi việc tồi tệ hơn thôi chứ không giúp ích gì được hết đó. Vì vậy học cách thả lỏng và chấp nhận cũng là một cái yếu tố gì đó rất là quan trọng trong cuộc sống. Còn bây giờ chúng ta sẽ đến với gói hàng thứ hai nha. Không biết có ai đoán ra được cái này là cái gì chưa ha? Dành cho những bạn chưa biết thì đây là một cái bao nhựa để nó có thể bảo vệ những cái card của mình. Em này không phải là top loaders đâu nha mọi người, nó chỉ là một cái bao ni lông thôi. Điều đặc biệt ở đây là em này còn lấp lánh nữa nè. Cách sử dụng thì mọi người đầu tiên sẽ bỏ cái card vào trong cái tấm này trước, sau đó mới bỏ vào trong top loaders. Thường thì khi bỏ card vào trong top loaders thì cũng có thể bị xước á, cho nên là sẽ dùng thêm bước này nha. Video đến đây là hết rồi, mong là mọi người sẽ thích video lần này và hẹn mọi người vào video lần sau nha.